Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Và mình là Hùng, đại diện bán hàng tại Hà Nội Fort. Có cơ địa chỉ mới từ năm 2020 sẽ là 311 và 313 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Như quý vị các bạn có thể thấy thì đây là showroom mới của Fort Hà Nội. Hà Nội Fort là đại lý đầu tiên của Fort ở Việt Nam và showroom này là showroom sẽ được khai trương vào đầu năm 2020. Mọi thứ cơ sở vật chất đều là mới hoàn toàn. Vậy thì cùng xem là trong những ngày cuối cùng của cái năm 2019 này, chỉ còn một tháng nữa thôi là sẽ đến Tết âm lịch, và những chiếc xe Ford đang được bày bán ở Hà Nội Ford sẽ có mức giá hay khuyến mại như nào. Thì đầu tiên sẽ là Ford EcoSport với hai phiên bản được bán chủ lực là Titanium 1.5 và Titanium 1.0. Hai mức giá của hai phiên bản này đang niêm yết lần lượt từ cao xuống thấp là 689 triệu và 648 triệu. Tuy nhiên thì giá bán thực tế lại như quý vị các bạn có thể tham khảo thì nó khá là mềm. Với phiên bản 1.0 thì hiện nay mức giá bán đang dao động khoảng 660 650 triệu. Và phiên bản 1.5 thì sẽ là 615 610 triệu, bao gồm rất nhiều phụ kiện tặng kèm theo, quý khách có thể thương lượng với đại lý. Ngoài phiên bản Gen dừng sản xuất vào năm vừa rồi thì vẫn còn hai phiên bản thấp hơn, đó là EcoSport Ambien số tự động và EcoSport Ambien số sàn. Mức giá dao động của hai phiên bản này đang là trên 500 triệu, tùy vào thời điểm và màu xe. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Ok, sang với chiếc xe tiếp theo thì đó là Ford Ranger, phiên bản chủ lực của Ford thị trường Việt Nam. Thì hiện nay tất cả các dòng Ford Ranger đây, quý khách hàng có thể thấy trước mặt là con bán chạy nhất của Ford, nó là phiên bản XLS số tự động. Thì XLS số tự động này đang được niêm yết với mức giá là 650 triệu. Hiện nay khuyến mại đã được lên đến đâu đó tại tùy thời điểm thì khuyến mại sẽ là 10 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Điểm nhanh qua các dòng Ranger bán chạy thì phiên bản cao nhất sẽ là Ford Ranger Wildtrak 2 cầu số tự động, giá niêm yết 918, khuyến mại từ 65 đến 70 triệu và tặng kèm phụ kiện. Wildtrak 1 cầu số tự động, giá niêm yết 853, khuyến mại từ 50 đến 55 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Và đặc biệt hơn thì nó là phiên bản XLT. XLT là phiên bản 2 cầu đặc thù của Ford Ranger. Tuy nhiên thì từ năm 2019 đã có phiên bản số tự động cho XLT. Và hiện nay thì mức giá của XLT đang dao động khoảng trên 700 triệu. Hà Nội Ford còn một vài xe XLT 2018 thì quý khách hàng có nhu cầu lấy xe 2018 xe mới hoàn toàn và mức giá vô cùng hấp dẫn thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Hiện nay thì XLT 2018 chỉ bán với mức giá ngoài 600 triệu, rất là hợp lý. Tiếp theo đây thì chúng ta có Ford Everest, cũng là một chiếc xe bán vô cùng chạy của Ford sau khi nâng cấp phiên bản động cơ bi-turbo. Ford Everest có 5 phiên bản chính, đó là số tự động 2 cầu bi-turbo, Titanium số tự động 1 cầu và Gen số tự động 1 cầu, đi kèm với nó là hai phiên bản thấp hơn, Everest Ambien AT số tự động và Everest Ambien MT số sàn. Hiện nay chương trình khuyến mại của 5 phiên bản thì với phiên bản cao cấp nhất quý vị hàng đang xem ở đây 1.399.000.000 giá niêm yết và đang bớt đâu đó khoảng từ 80 đến 85 triệu tùy thời điểm và tùy màu. Tất nhiên những phụ kiện kèm theo thì sẽ luôn có. Bán chạy hơn một chút thì có lẽ là cái phần Titanium số động 1 cầu giá niêm yết là 1.177.000.000. Từ năm 2020 thì Ford Everest sẽ thay đổi nâng cấp một chi tiết nhỏ, đó là hệ thống đèn pha cốt vốn là đang là đèn LED và đèn halogen thì nay sẽ với phiên bản Titanium 1 cầu sẽ là đèn full LED.
Sự thay đổi này thì sẽ mang đến sự thay đổi giá cả niêm yết một chút, khi Titanium một cầu đang được niêm yết là 1 tỷ 177 triệu sẽ tăng lên 4 triệu, thành 1 tỷ 181 triệu, và hiện nay thì mức khuyến mại đang dao động từ 70 đến 75 triệu, có thể tặng thêm phụ kiện, quý khách hàng đàm phán thêm với đại lý. Phiên bản thứ 3 Everest Gen thì với mức giá mềm hơn ra 1 tỷ 112 triệu, thiếu đi một số option. Ví dụ như cái ốp nhựa Everest này khá đẹp thì trên Gen cũng có, tuy nhiên nó chỉ là một vài tính năng nhỏ và giúp quý khách hàng tiết kiệm được đâu đó từ 30 đến 50 triệu đồng khi lăn bánh chiếc xe. Và mức khuyến mại của Gen đang dao động từ 80 đến 85 triệu dành cho những quý khách hàng quan tâm những chiếc xe 7 chỗ chạy dịch vụ, thì Everest Ambien phiên bản số sàn hay số tự động với mức giá đâu đó gần 1 tỷ chưa bao gồm lăn bánh thì có thể là một sự chọn hợp lý, khi vẫn bao gồm đầy đủ như 10 loa, hệ thống chống ồn chủ động. Tất nhiên ghế thì trên những phiên bản Ambien sẽ là ghế nỉ, vẫn hộp số tự động 10 cấp và động cơ single turbo. Hiện nay thì Everest Ambien số tự động đang niêm yết là 1 tỷ 052 triệu và chiết khấu khoảng 80 triệu, có thể tặng thêm phụ kiện khá là nhiều, khá là lớn. Phiên bản Everest số sàn, số tự động thì tất cả sẽ là 10 cấp và số sàn sẽ là 6 cấp. Số sàn đang niêm yết ở mức giá là 999 triệu và mức chiết khấu thì đâu đó sẽ từ 85 đến 90 triệu tặng kèm phụ kiện cho quý khách hàng. Và Everest, mình xin khẳng định đây là chiếc xe đáng tiền nhất trong phân khúc 7 chỗ mà quý khách hàng có thể lựa chọn mua trong tầm giá khoảng 1 tỷ rưỡi lăn bánh đổ lại. Ở đây thì mình có Fortuner mới ra mắt, và đây thì là phiên bản Titanium số tự động. Thì Fortuner hiện nay đã có đến 4 bản rồi, ngoài 2 bản chính gốc là Fortuner Gen và Fortuner Titanium, thì hãng độ Deca cũng đã sắm sửa. Đây là phiên bản Fortuner Gen khá mới đấy. Thì hãng độ Deca cũng đã sản xuất thêm rất nhanh, sản xuất thêm 2 mẫu Fortuner Deca. Nó là phiên bản Deca thông thường giá 1 tỷ 4 chưa lăn bánh, và Deca Royal giá khoảng 1 tỷ 6 và lăn bánh là khoảng 1 tỷ 8. Thì hiện nay thì hai phiên bản Tunnel của Ford đang được bán với mức niêm yết là 1 tỷ 060 triệu, 999 triệu cho phiên bản Gen này. Thì chiết khấu thì sẽ từ 50 đến 60 triệu tùy vào thời điểm quý hàng hãy đặt mua. Đây cũng là một chiếc MVP khá hay khi sở hữu cho mình là động cơ máy xăng EcoBoost có thương hiệu của Ford. Nói đến những dòng xe MVP hay chở hàng thì chúng ta không thể nói đến Ford Transit, và có lẽ thông tin thì 2020 thì Ford Transit sẽ ra phiên bản mới thì cũng nhiều khách hàng nắm được rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chưa có thông tin nào để xác nhận về cái vấn đề là sẽ đổi form mới. Thì hiện nay những cái dòng phổ thông của Ford Transit đang được bán là bao gồm Transit SPB, Transit La Răng Đúc kính liền, mức giá đâu đó khoảng 720 triệu. Chassis Luxury ghế da, viền ốp da thì đang được bán đến mức giá khoảng 760 đến 770 triệu. Vừa rồi là sơ qua khái quát nhanh các dòng xe Ford đang được bày bán và những thời điểm khuyến mại, chương trình khuyến mại từ giờ cho đến cuối năm. Rất mong quý hàng có thể bớt chút thời gian ghé qua đại lý mới của Hà Nội Ford có địa chỉ 313 Trường Chinh. Mọi thông tin tư vấn về chương trình khuyến mại, giá bán và nhu cầu so sánh giữa các sản phẩm xe thì quý hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.